Đã quá lâu rồi không gặp. Xin chào tất cả mọi người đã đến với The Wolf. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem video, mình xin giới thiệu, mình là Jim, cu li của The Wolf. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một góc trong studio mới của The Wolf. Và tụi mình sẽ gắn bó với nó trong một thời gian khá dài đó. Chúng ta đã trải qua 2 năm rất là khó khăn. Khi mà dịch bệnh đã cho chúng ta ăn quá nhiều hành, thì tình hình bây giờ cũng có vẻ đã dịu bớt. Đường xá đã bắt đầu tấp nập, các quán ăn, quán nhậu lúc nào cũng trong tình trạng full vào mỗi tối. Và mình có cảm giác là Sài Gòn hình như đang có dấu hiệu hồi phục trở lại rồi hay sao đó. Nếu các bạn có hỏi về tình hình sức khỏe của The Wolf như thế nào á, thì tụi mình xin trả lời rằng tụi mình ổn. Thật sự ổn. Nói đi thì cũng phải nói lại, mình còn đứng trước camera thì mình vẫn còn thở. Mà còn thở á là còn gỡ. Tụi mình còn ra sản phẩm mới nữa cơ. Nhưng mà trước khi nói về sản phẩm mới, tụi mình sẽ bật mí một tí xíu về kế hoạch năm 2022 của mình. Đầu tiên và chắc chắn là sẽ nâng cấp chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của The Wolf. Câu nói này được xuất phát bởi mình, founder của The Wolf. Tụi mình đã nâng cấp máy móc trong xưởng sản xuất và những người thợ lành nghề lên gấp đôi, cũng như các chuyên viên bán hàng. Tụi mình mong muốn rằng những đôi giày sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tận tay của khách hàng. Chính vì thế mình tin rằng tình trạng hết hàng, tình trạng giao hàng chậm trễ sẽ được giảm thiểu đáng kể trong năm nay. Vậy, The Wolf có sản phẩm mới không? Có, chắc nịch luôn, dành cho cả nam lẫn nữ, và chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng đâu. Vậy The Wolf có ra những sản phẩm nào khác ngoài giày nữa không? Chắc chắn rồi, những phụ kiện về da, quần, áo, jacket sẽ được The Wolf chú tâm trong năm nay. Chỉ là những sản phẩm căn bản thôi mà ai cũng có thể tiếp cận được. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm, những sản phẩm mà các bạn có thể mang đi, mang lại quanh năm. Như mình đã nói trước đó, The Wolf đã xây dựng một studio riêng, và đây chính là xưởng sản xuất ra những nội dung cực kỳ chuyên nghiệp để phục vụ các bạn. Vì sao lại đầu tư lắm trò như vậy? The Wolf cũng chỉ là nhà bán hàng thôi mà. Không, mình không nghĩ như vậy. Trong thâm tâm của tụi mình vẫn luôn mong mang lại cho các bạn những giá trị vô hình, và biết đâu đó là những kiến thức mà các bạn cần thì sao. Không chỉ về thời trang đâu, tụi mình cũng muốn đầu tư rộng hơn nữa. Mình xin gọi đó là lối sống đậm chất Wolf, được chia làm 3 phần như sau. Thứ nhất, The Wolf Outfit. Chắc chắn rồi, tụi mình làm về thời trang mà. Những tip có thể giúp cho các bạn trở nên đẹp hơn, gọn gàng hơn trong mắt người khác. Và tụi mình sẽ chọn lọc những sản phẩm căn bản nhất, những ngôn từ mà đời thường nhất, để ai cũng có thể follow. Số 2, The Wolf Fitness. Cho mình hỏi các bạn một câu nha. Nếu các bạn không có sức khỏe, các bạn còn đủ tự tin không? Mình nghĩ chắc không rồi. Đó là lý do team The Wolf sẽ có series về các bài tập, những bài tập về cardio không cần quá nhiều dụng cụ. Những bài tập này có thể vắt kiệt sức của các bạn, nhưng nó sẽ giúp cho các bạn trở nên dẻo dai và đặc biệt là giảm mỡ, để các bạn có được một thân hình thon gọn, finish làm sao lên đồ thật là chuẩn. Số 3, The Wolf Healthy. Đã có tập thì phải có chế độ ăn uống hợp lý đúng không ạ? Hình như tụi mình hơi đi lạc đề đúng không ạ? Không đâu, một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cho các bạn luôn luôn khỏe mạnh, ăn làm sao cho đúng cách để bổ trợ việc luyện tập và cũng như lối sống của các bạn. Ủa, vậy những thứ này do chính mình làm hay sao? Các bạn nghĩ vậy đúng không? Không đâu, tụi mình đâu phải là chuyên gia, nhưng mà tụi mình sẽ mời những chuyên gia trong từng lĩnh vực để hợp tác. Họ có kiến thức, họ có kinh nghiệm để hướng dẫn cho các bạn đúng cách và giúp cho các bạn yên tâm hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và đó là kế hoạch trong năm 2022 của tụi mình. Mình nghĩ nó sẽ rất là thú vị đấy. Còn bây giờ đó chính là hai sản phẩm mới nhất của Team The Wolf trong năm nay. Không phải là giày, mà là hai chiếc jacket. Để mình lấy cho các bạn xem nha. Chúng ta có The Wolf Classic Jacket với phối màu đen và đỏ, và The Wolf Facility Jacket với phối màu đỏ ngói và đen. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới chi tiết của từng sản phẩm. The Wolf Classic Jacket. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về chất liệu. Cái phần vải ngoài là một chất liệu được gọi là nhung tiết. Nó rất là mềm mại, các bạn có thể thấy. Còn phần lót á, được làm bằng lụa nên nó rất mềm và mát. Phần khóa kéo IKK như thế nào thì các bạn cũng đủ biết rồi ha. Nó rất là trơn. Và chi tiết đắt giá nhất của chiếc áo này, đó chính là con sói được làm bằng da bò thật. Và quy trình để làm ra nó khá khó đấy. Đầu tiên, con sói sẽ được vẽ ra và được cắt xén một cách cẩn thận. Sau đó những chi tiết da màu đen nè sẽ được may đè lên, và cuối cùng mới được may lên trên áo. Kế tiếp chúng ta có The Wolf
Varsity Jacket. Đầu tiên, chiếc áo này được làm bằng chất liệu vải nhung cao cấp với phối màu đỏ ngói khá là lạ, nó rất là mướt. Các bạn có thể xem. Phần bo áo được tụi mình đặt dụng riêng để cho cùng màu với lại phần thân. Phía mặt trước chúng ta có hình thêu của một chiếc móng và có chữ The Wolf. Cũng như chiếc áo màu đen hồi nãy, chúng ta có một con sói được làm bằng da bò thật và được may thủ công để tạo điểm nhấn. Còn về mặt nó như thế nào? Đó, nó như vậy đây. Chiếc áo này á thì không quá dài, cũng không quá crop. Còn về phối với giày á thì theo mình nghĩ nha, đi với giày da là hợp nhất, bởi vì form dáng của nó đã khá đứng rồi. Giống như mình đây, đang mang một đôi chân kia Chelsea boot. Chúng ta có một outfit cũng khá đơn giản thôi, một chiếc tee trắng, một chiếc quần trouser màu đen và được phối với một đôi penny loafer màu trắng đen. Vì form dáng của chiếc Varsity này khá crop nên nó sẽ tạo ra một vẻ ngoài khá là ăn chơi đó. Và đó chính là hai sản phẩm mà tụi mình đã giới thiệu cho các bạn. Còn bây giờ là một chiếc mini game khá là thú vị mà mình tin các bạn sẽ thích nó. Người thắng cuộc sẽ là chủ nhân của một trong hai chiếc áo này do các bạn tự lựa chọn. Mini game cũng đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn like video, subscribe channel của The Wolf và comment từ 0 tới 999. Mỗi bạn sẽ được comment 3 con số. Mini game này được bắt đầu kể từ lúc video này được đăng lên và sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 2. Team The Wolf sẽ lọc và thông báo kết quả vào 22 giờ ngày 1 tháng 3. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Và đó chính là tất cả những nội dung mà tụi mình muốn truyền tải trong video này. Tụi mình hy vọng các bạn sẽ thích và đón chờ những kế hoạch của The Wolf trong năm 2022. Đừng quên theo dõi những kênh truyền thông của The Wolf để không bỏ lỡ bất cứ một nội dung nào của tụi mình. Còn bây giờ thì tụi mình xin chào và hẹn gặp lại.